vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình nhá. Đầu game thì chơi giòn thì nâng chiêu 2 lên. Bắn phát nhẹ nhàng, lấy khoảng đó là 20 vàng anh em ạ. Trúng tướng địch cho chắc chắn anh em khi bắn đường giữa đó sẽ trúng tướng địch. Cộng được 20 vàng đầu tiên rồi. Ok, thì clip này mình sẽ làm về vị tướng giòn nha anh em. Và không biết thì mấy ông này chát gì đấy. Đó là em đây các kiểu. Ok. Lại phải gặp, à chắc là trận trước hay mấy ông kia gặp nhau ấy. Thì clip này mình sẽ đó là làm, ôi hai ông này di chuyển nhanh thế, ôi thôi bạn ơi bình tĩnh mình tốc biến, ôi ông này tốc biến vào chơi mình luôn. Chiến công đâu thì dành cho éo xú, nhưng chắc chắn thì pha này éo xú cũng không chạy được rồi. Màng đổi màng ở giai đoạn đầu game, hai xạ thủ đổi nhau thôi, mình thì mà đi chiến công đâu một xíu nhưng thôi không sao cả anh em ạ. Gắt thế, mấy ông này di chuyển nhanh thật đây, chưa gì đã núp cái bụi cỏ, gắt thực sự luôn. Tại bên bàn thì chat đó là xin lại một sáo thì không biết có xin được hay không. Thì ở clip này mình làm cái clip giòn nhá. Thì anh em cùng theo dõi giòn thì ở lần này nó sẽ như thế nào và sẽ ra sao. Đối với giòn thì thực sự là một vị tướng có thay đổi ở bản cập nhật mới này. Thì nó thay đổi thì cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó thôi. Nhưng mà theo thiên hướng đó điểm mạnh thì khá là nhiều. Và này thì bật ra tem địch này chạy đâu bạn ơi, ra tem địch lên bảng điểm số này. Một phá gọi là mít đổi SP thì chắc chắn là sẽ lời hơn rồi. Thì thực sự vạc gión mà đi đớn ở trên này thì cũng khá là mạo hiểm hơn một xíu anh em ạ. Tầm danh cao thủ 6-7 chục sáo là thực sự người ta chơi cũng rất chiết tốt rồi. Cầm gión là một vị tướng túi là lượng sát thương thì ok. Nhưng mà đồ cơ đồng thì kém ấy, nên là đối phương rất chết rất dễ bắt, đặc biệt là gặp sát thủ của tem địch. Vì thế việc giữ vị trí để được chơi đó là điều quan trọng nhất. Hơn nữa trận đấu này thì tem bên mình đó là Rio Mandi SP, mẫu dạng chất tướng SP theo thiên hướng đấu sĩ sát thủ, nên là việc bảo kế của mình thì chắc chắn trận đấu này thì mình từ lực gánh sinh khá là nhiều luôn. Bên bàn thì đó là Elsu thì nó có thể cấu rỉa mình từ xa khá là tốt. Nói mình sợ Elsu thì cũng không phải, mà không sợ thì cũng không đúng. Không sợ đó là gặp Elsu không biết chơi, còn gặp Elsu mà bắn rằng như hạch thì thôi xong luôn ấy. Bắn phạt nào mà chỉ phạt đó thì hai phạt là mình lại phải về đó là tỷ đan để hồi phục rồi. Bây giờ thì có một phá đó là giáo tránh nhẹ nhẹ, xỉa vai xỉa đến từ vị trí của Rio Ma, nhưng mà chắc có lẽ cũng phải lui lại thôi, khi mà Rio Ma tem mình thì rất chết thấp máu. Thì pha này thì mình sẽ cố gắng ăn con chim này cũng như đó là gỡ cái ứng tràm của Elsu, nhưng pha này thì chắc có lẽ là phải lui lại rồi. Khi mà xạ thủ và SP tém địch thì tiến lại gần rồi, và SP của tém địch thì luôn luôn kiểu ke ke Elsu anh em ạ, nên là cực kỳ là khó chơi luôn. Thì bây giờ cố gắng tích cực phá một xíu thôi, và anh em có thể sử dụng chiêu hái thứ nhất đó là để tăng vàng đến từ đó là bộ phù hiệu của mình. Kèm theo đó thì có thể check map, anh em thấy thì mình luôn luôn sử dụng chiêu hái vào trong bụi cỏ để biết nó tém địch trong bụi hay không. Và bây giờ mình sẽ ping cho đồng đội mình đấy, anh em thấy chưa, ba người ở trong bụi cỏ luôn. Và đó chỉ cần lên cáo một xíu thôi là chắc chắn đó là mình không thể thoát về được nữa rồi. Mình nghĩ định đó là tuần tới thì lên đó là tầm 86 gì đó. Nhưng mà thực sự có mấy keo cây thuế nên bần của anh em á, nên là không đánh được. Nick này thì mới có 6-6 ấy. Thì chắc là sóng tuần này nếu mà không có keo nào thì chắc là cố gắng lên 96 gì đó, đặt mục tiêu là vậy thôi. Nhưng mà đôi lúc có keo thì lại không cày được nữa. Ok, nên mình thì mình đi đớn, nên là việc leo rank thì trận đấu nào cũng gắt cả anh em ạ. Cũng từng nay sáo mà anh em, ví dụ kẹp tinh anh thì nó lại khác nhá. Kẹp tinh anh thì gặp đối phương nó dễ hơn. Còn nếu mà anh em đi đớn là rank này thì không phải là cao, nhưng mà nó cũng khá là gắt rồi. Bởi vì người ta, kỹ năng của người ta cũng rất chiết tốt và biết chơi rồi anh em ạ. Nên là những trận đấu gắt gắt thì nó mới hấp dẫn anh em ơi. Thường xuyên đánh rank cao thì sẽ dễ lên trình hơn đó là đánh rank thấp. Đó là mình nói phân tích vậy cho anh em nhé. Mình cũng cay rank nên là mình biết vậy. Nếu mà anh em đánh rank thấp nhiều ấy thì sau đó cái kỹ năng của anh em đó là sẽ bị hạn chế khá là nhiều. Còn càng lên cao thì đánh với những người chơi hay mà thì kỹ năng của mình cũng sẽ đó là lên được. Ok, đó là những điểm lưu ý một xíu.
Mùa này thì Hàn chỉ là búp bẩn rồi nên là leo rank cũng cực kỳ là thích anh em ạ. Bây giờ thì chỉ có đó là hack map thôi, còn nàn búp bẩn thì gần như Garena nó bán. Mình thấy là bán rank thách đấu thì hiện tại bây giờ mình thấy là hầu như là thách đấu chuẩn cả anh em ơi. Việc búp bẩn thì rất chỉ là hạn chế. Nên là vì thế bây giờ thì anh em thấy thì các tuyển thủ cũng như là các người khác thì đáng gọi là trái hát thách đấu khá là nhiều luôn. Bởi vì khi mà không còn bút bẩn nữa thì gọi là trái hát thách đấu thì cực kỳ là hay luôn. Cứ người này gặp người kia, tém này gặp tém kia nữa ấy. Nên là cực kỳ là thích luôn anh em ạ. Mình cũng thích điều đó ấy. Bởi vì thực tế thì khi rảnh mà không còn bút bẩn nữa thì lên chơi nó rất chính là hay và cực kỳ là thích. Chứ cứ giang mà giang đó là mới rửa mua mà đã gọi là 900 sao, 1000 sao rồi thì ai chơi lại. Tem bản hay quá anh em ơi. Mình tưởng là như để Rio Ma tem mình ra xỉa hai xỉa ai dê là nó hụt phạt đẹp quá. Rio Ma tem mình thì chưa ra xỉa kịp. Cái kịp thì mình lên bảng điểm số luôn rồi. 8-7 đó là dành cho hai bên. Ok, pha này thì Richter tem mình. Ôi, hay quá Richter ơi. Một pha gọi là cực kỳ là hay. Ôi, những pha này không lùi về và cải kết. Có bắt, ôi. BSP tem địch ăn, nó mới đau chứ. Ăn được xạ thủ tem địch nhớ cuối cùng thì đổi mang với SP tem địch rồi. Thì bây giờ mình lại sử dụng nó chiêu 2 để check map nhẹ một xíu. Ông Curry dịch này cực kỳ là khó chịu nhá. Nó mà vào lại hụt mình, van vật hấp dẫn hụt mình phạt thì thôi xong luôn ấy. Trận đầu này thì mình không có những chất tướng bảo kê ke ke dạng như Alit hay là ví dụ như Ba Đúng hay là các vị tướng thuần chống chiêu ví dụ Toro chẳng hạn. Mà trận đầu này thì Richter tem mình thì theo thiên hướng đó là tấn công vào xạ thủ tem địch. Nên là việc mình phải lùi 6 để tránh sát thương đó là cực kỳ là quan trọng. Và đặc biệt thì giai đoạn phía sau thì anh em thấy tem mình địch có hai sát thủ đó là Ngô Khống và Rá nữa. Nên là mình nghĩ mình cũng khó là khá chơi ở trận đấu này ấy. Khó nhưng mà không phải là không chơi được anh em ạ. Lấy cái lượng sát thương bù đi đó cái đồ chống chiêu và đồ cơ động của John. Làm gì đây bạn ơi, lên bảng điểm số này. Chơi luôn, Richter đâu chơi luôn. Điểm mạnh của Richter là phải núp lung mới có thể là chơi tốt được, mới có thể là ra xỉa đáo được. Thế là những phá đỏ thì anh em đừng có nói tại sao. Đó là mình đánh, nhưng mà Richter cứ ở trong bùi làm gì nhá. Phá này thì tem địch di chuyển lại khá là đông, nên là mình sẽ lùi lại một xíu anh em xả sát thương. Ôi eo su tem địch con xỉu máu kia. Tiếc thế, phá đỏ Zuka lại là ăn hết đấy. Mình cứ tưởng là Zuka lại hay dây Zuka rong anh em ơi. Trận đấu này thì tem bên mình đó là Zuka, đó là đi rừng anh em ạ. Phá đỏ lại là ăn được màng của áo xú nữa rồi. Phá này thôi thôi, liệu có ăn được hay không. Trong trọng lực được sử dụng. Ôi con xỉu máu kia. Nhưng mà rất may thì phá đỏ Zuka tem mình cũng đủ đám ấy. Liệu phá này có chạy được hay không. Vạn vật hấp dẫn thì trúng đó là Zuka rồi. Nhưng mà rất may thì Zuka tem mình vẫn chạy được anh em ạ. Quả là hay đến từ anh Trang đó là gấu béo. Bây giờ thì mình mất đó là cái điểm tựa đường rồng anh em ạ. Bây giờ di chuyển ra mịt thôi. Hiện tại bây giờ thì chắc có lẽ mình sẽ lên sấy một phát lấy cái trụ đường giữa anh em ạ. Tem bên địch thì lấy được cái trụ đường ta thân cũng như là cái trụ đường rồng tem mình rồi. Còn tem bên mình thì lấy được cái trụ đường giữa và đường rồng của tem địch cũng 50-50 thôi anh em. Vậy là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên này để lấy cái trụ này nhá. Bởi vì hiện tại thì nói chung keo đổi đâu giữa Ngô Khống và đó là Wonder Woman thì chắc chắn Wonder Woman sẽ trên cớ rồi. Bởi vì chất tử Wonder Woman vừa trấu vừa khỏe mà. Kèm theo đó thì chiêu cuối có khả năng búp giáp làm choáng các kiểu nữa. Nên là Ngô Khống rất chỉ rất khó ăn ở giai đoạn đầu game nhá. Đội hình tem mình thì cũng khá là ổn và khá là đẹp. Nhưng mà quan trọng nhất đó là mình xả được sát thương hay không ở giai đoạn cuối game. Bởi vì tem địch thì hái sát thủ và nó luôn luôn ở chủ trọng vào mình là chủ yếu rồi. Bởi vì bắt mình và mít tém mình đó là dễ nhất rồi. Nhưng vì tưởng đó là kém cỡ đồng. Trận đấu thì cũng đáng ở thế hoa hoàn thôi. Chứ bên nào đó có đời thế là quá lớn cả. Bây giờ thì tém bên mình đang đúc đánh liều có bắt được cái hay không. Nhưng mà không nhận thấy là tém địch ở đâu cả. Và này thì đáng thấy đó là sái của áo su tém địch. Richter tém mình thì đang lườn lên trên đó là háng bút sánh của tém địch luôn anh em ơi. Đi quá là xa đến từ vị trí của Richter. Pha này thì mình chắc có lẽ di chuyển bị lộ tầm nhìn rồi.
Đối với John thì sau khi thay đổi thì gọi là chiêu hái, nó đổi lại chiêu bài anh em ạ. Tiến thân thì bây giờ anh em nó sử dụng bằng chiêu hái. Nếu là giai đoạn đầu game thì anh em nâng cấp chiêu hái phát thì sẽ có đó là tiến thân luôn nhá. Còn chiêu bá bây giờ thì theo thiên hưởng đó là mưa tên. Ok, nói chung thì cũng chỉ đó là vậy thôi. Chiêu thức thì cũng chỉ là vậy thôi. Và bây giờ thì anh em đó là bắn sẽ thấm và thốn hơn cực kỳ là nhiều. Đặc biệt thì bây giờ bắn theo phần trăm máu nữa, nên là việc bắn tánh cơ thì cũng rất chết thốn. Pha này thì mình vẫn đang được sẩy anh em ạ. Liệu có ăn được màng nào hay không ấy? Vẫn chưa ăn được màng nào cả anh em ơi. Pha này vẫn sẩy được. Tầm này thì lượng đám của mình cũng khá là tốt rồi. Nhưng cũng sẩy cực kỳ là đau. Ôi pha đó sao mà ăn được eo su kia. À chắc có lẽ là chiêu hái mình bắn tên thân đây. Pha đó mình bắn tên thân gọi là bắn mò đấy anh em ơi. Gọi là bắn vào đó là SP cũng như mít tém đi cái ai dây là eo su mò mò ra lùm vặt màng của eo su kia. Gọi là hiền thôi rồi anh em ạ, những phá đó thì phải gọi là hiền thôi. Ok, hiện tại thì thể trần thì cùng 50-50 thôi. Qua đầu Goldman tém mình thì đang lên rồi check ta thân phải anh em ạ. Ôi nhưng mà bị tém địch bắt rồi, pha này cẩn thận ngộ khí nhá. Ôi ngộ khí bắt mịt tém mình rồi, mịt tém mình lên bằng điểm số. Qua đầu Goldman thì cũng đang chống chịu nhưng mình pha này thì chắc có lẽ không giảm giá rồi. Bởi vì ngộ khí này, SP này, tú lén của tém địch ở đó. Thì mình không có cơ sở gì để giá cả và mình nghĩ chắc chắn thì tém địch đang ăn ta thân xế giá. Nhưng pha này thì cũng không làm được gì luôn anh em ạ, chỉ biết đó ở đấy dự trù thôi. Trận đấu này thì không có SP nên là khá khó một xíu khi mà mình không dám lên cáo, phải ở nhà đó là dự trù. Với khả năng đẹp trù của John thì rất chết tốt nên là cũng không đáng ngại cho làm anh em ạ. Chỉ sợ đó là có được bắn hay không thôi. Thực tế tém bên địch thì mình chỉ sợ đó là ngô khống kèm theo đó thì những cú đó là combo kết hợp thêm cái tốc biến đến từ rá nữa. Tạo được bất ngờ, kể cả mình trống trù thì cũng có thể là lên bảng điểm số luôn. Nên là chắc chắn thì phải cẩn thận rồi, pha này thì không biết có giữ được trù hay không ấy. Ok, pha này thì có một phá ở giáo tránh. Hiện tại, ôi ngô khỉ, pha này tốc biến bỏ chạy thì anh em ạ. Quay trở lại xả sát thương và cuối cùng thì ngô khỉ lên bảng điểm số rồi. Ăn được cái màn chấm dứt vậy là khá là ok rồi. Nhưng mà cái trù đó thì chắc có lẽ là không giữ được nữa rồi. Thì mục tiêu của ngô khống chắc chắn đó là luôn luôn đó là hướng vào mình đầu tiên rồi. Điều đó là đương nhiên anh em ạ, kể cả mình chơi ngô khống hay là bất kể ai chơi ngô khống cùng vậy thôi. Luôn luôn hướng tới mục tiêu thứ nhất máu giấy, thứ hai đó là sát thương chủ lực của tém địch khi đó mới thành công được. Bây giờ thì có một phá giao tránh ra tém địch hết combo rồi nè, tiền ra tém địch lên bảng điểm số. Sử dụng chiêu hái để đẩy lui đó là carry dịch tém địch ra một xíu. Hiện tại thì carry dịch tém địch cũng khá là thấp máu rồi. Tầm này thì những cục sấy của mình cũng rất chết thổn anh em ạ. Ôi chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Eo su bì đó là Wonder Woman tém mình kéo lại và lên bảng điểm số rồi. Ngô khỉ tém địch thì lao ra nhưng mà cuối cùng thì cũng lao về rồi. Vậy là thành công rồi anh em ơi. Ôi carry dịch tém địch làm gì đấy, hủ báo cáo chôn. Chỉ mỗi mình carry dịch thì mình không sợ nhá, chỉ sợ là ngô khống lại nữa ấy. Thì pha này thì đáng có đó thì trần một xíu thì cố gắng ép trù một xíu ấy. Hoặc là có thể đó là quay trở lại phám tất cả những gì có thể. Nhưng mình nghĩ thì tém địch đó là ra rồi nên là lấy được một đường lính đó vậy là ngon rồi. Bây giờ thì quay trở về nhẹ một xíu thôi. Tầm này thì lượng đám của John rất chết là ổn rồi nha anh em. Tầm này thì sức bắn của John rất chết tốt rồi. Quan trọng nhất đó là có được bắn hay không ấy. Lượng đám của anh em tốt. Nhưng mà anh em không được bắn thì cũng chỉ đó vô nghĩa thôi. Bây giờ Richter tém mình đang rinh rập, lao lên đó là bắt tém địch. Ôi thôi xong rồi, thôi. Chịu rồi. Không làm được gì luôn anh em ơi. Cái dịch tém địch nó hụt phạt, mình không làm được gì luôn. Richter tém mình AD. Thấy ông Richter lao lên, mình cũng lao lên luôn. Nhưng mà lên chưa đến bụi cỏ thì đã bị rồi đó. SP của tém địch bật rồi, mà cái màn chấm dứt rồi. Thực sự chắc có lẽ không đến đó là đi theo Richter làm gì cả anh em ạ. Bởi vì chất tưởng Richter là chất tưởng núp và bật thôi, không phải là chất tưởng bảo kế. Bây giờ về lượng đồ đạc của hai bên thì cũng gần như đầy đủ rồi, nói chung chỉ thiếu 1 đến 2 món nữa thôi. Nên lượng sát thương của tém bên mình thì cũng ổn rồi, bây giờ rú béo thì cũng khỏe rồi anh em ạ. Chỉ cần ở rú béo bắt được đó là xạ thủ eo su của tém địch vậy là ngon rồi, vậy là ổn rồi. Còn phần còn lại thì cố gắng là chống chịu và chơi một xíu thôi.
Thì hiện tại anh em thấy thì bây giờ có hai mục tiêu lớn, đó là Tà Thần Xê Giá, cũng như đó là con Rồng Bào Chúa. Rồng Bào Chúa thì bây giờ cũng đã xuất hiện rồi, 15 phút rồi. Thì ăn sống Tà Thần Xê Giá thì di chuyển ngay, mình sẽ tính sáng. Đó là con Rồng Bào Chúa, ông Richter làm gì vậy? Ôi ôi, thôi xong rồi. À, cái ông ngộ khỉ này bắt phạt đau quá anh em ơi. Ông Richter không di chuyển sáng luôn nè. Vua đầu Woman thì đang con ăn một mình. Trời trời. Nhiều khi đi đớn không hiểu ý vậy anh em à. Mình thì tính đó là ăn con rồng lâu rồi, nhưng mà cuối cùng thì tự nhiên ăn sống đó là con Tà Thần Xê Giá lên núp trên đó chứ. Chắc có lẽ ý định Richter đó là núp để bắt đó là xa thủ tém địch. Nhưng mà Wonder Woman thì đang ăn con rồng mà, pha đỏ di chuyển quá là ngon rồi, lấy sai check map cho mình là ngon rồi. Nói chung pha đỏ thì mình cũng sai này anh em ạ. Gọi là hơi bất cẩn khi mà ngộ khỉ của tém địch thì núp hay quá. Nó núp đỏ và nó là combo, mình không làm được gì luôn ấy. Thì hiện tại bây giờ thế trận thì lại thuộc về tém địch thôi. Một pha sai lầm đến từ mình, và cuối cùng thì phải trả giá anh em ơi. Nhưng thực tế nếu mà pha đỏ đi tém là một câu chuyện khác anh em ạ. Đi tém chỉ cần một là ping một phát, hai là có thể anh em bật voi chát lên. Ăn xong rồng rồi, ăn xong Tà Thần rồi thì sáng ăn rồng nha. Thì khi đỏ thì Richter tém mình di chuyển thì sẽ hay hơn. Thằng Nga đề mi di chuyển. Rồi, chửi mình rồi đấy. Căng rồi anh em ạ, chắc cái là cái trụ ngoài này thì mình bật sẽ bỏ nhá. Di chuyển thì ngủ đây, anh em thấy chưa? Lại chửi rồi, lại chửi rồi. Bảo kế thì không có lại con bị chửi thế này nữa. Toán thật sự anh em ạ. Ok, đối với Giòn thì khả năng đẹp trụ tốt nên là cũng không ngang ngại ngân gì lắm anh em ơi. Cầm những vị tướng xa thủ khác thì khả năng đẹp trụ không tốt, cho con với Giòn thì gọi là một sấy thì thôi xong luôn. Một sấy thì chắc chắn, đó là việc dẹp đám lính thì khá là dễ. Hiện tại thì gấu béo tém mình đang đầy lẻ thì không biết có đầy được hay không ấy. Đối với Giòn thì chỉ cần bảo kê một xíu thôi là mình thủ trụ tốt anh em ạ. Eo su thì cũng phải đó là vào tâm trụ mới có thể bắn được trụ ấy. Thì bây giờ thủ nha cho đó là gấu béo đầy trụ nhá. Nhưng mà chắc chắn thì khi mà gấu béo đầy được rồi thì tém bên địch thì cũng sẽ về thôi. Một phá gọi là ý định núp để bắt là ngô không tém địch thì không biết có thành công hay không. Thôi xong rồi. Gấu béo thì chắc có lẽ là phá đó thì cũng hết chay luôn rồi, lên bảng điểm số rồi. Lấy xong cái trụ đó về là ngon rồi, núp bắt tém địch làm sao bắt được. Đặc biệt thì eo su này anh em ạ, eo su thì nó đặt mặt khắp nơi nên đôi lúc đó là mình núp bụi cũng không biết được luôn ấy. Nên là cực kỳ là khó khăn anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ chát đó là chó đồng đội đó bỏ nha anh em, bỏ Tà Thần luôn ấy. Dù cả tay mình vẫn có bắt được. ông đi ông chết lẻ rồi bây giờ vẫn có bắt được rồi lại chửi mình phá đỏ mà mình chết là bị chửi vậy. Ok thì bỏ qua vấn đề đó một xíu đi, bây giờ tập trung đó là giữ trụ anh em ạ. Pha này thì mình cố gắng đỡ giữ trụ này một xíu nhá. Hiện tại thì Richter tém mình lao ra rồi. Ôi pha này thì mình vẫn đang còn giáp hùm anh em ạ. Bà này giáp hùm mình lên chỗ này liêm đoạt mình. Ui giá tém địch chơi kiểu gì vậy, ulti tốc biến luôn à. Nhưng không sao cả anh em ấy, pha này chơi được. Zuka đâu thể hiện đi bạn ơi. Ôi. khổ thế. Zuka tưởng là thể hiện được gì, ai dè là bị áo su nó áo play luôn rồi. Pha này thì vẫn đã còn hai người, vẫn chơi được anh em ạ. Wonderkun tên mình thì lên tánh nên là cũng rất chi là khỏe nữa ấy. Pha đồ bất ngờ quá, mình ở trong tâm trụ rồi nhưng ra tên địch ulti và tốc biến chơi luôn, mình không làm được gì luôn. Pha này thì chỉ còn Richter tém mình nữa. Bây giờ thì mình đã còn 15 giây nữa ra anh em ạ. Ôi. Cố gắng giữ trụ bạn ơi, đừng có thể lính vào là được. 10 giây nữa ra, 9 giây nữa ra. 8, 7, 6. Lính đừng vào nha. 3, 2, 1. Mình ra đây rồi. Ôi, cây trụ. Ôi,
Ăn được một mang hết lính rồi. Ôi, eo su chạy đâu bạn ơi? Eo su chạy đâu bạn ơi? Rồi, nó đang còn giáp hồ mình này. Hay quá eo su ơi. Hay quá eo su ơi. Lùng ngay cái mang chấm dứt này. Zuka tay mình hay. Lên. Khổ. Được, được. Phá đổ công nhận của đâu của mình hay ấy. Vô đồ của mình thủ trụ phá đổ tổ đấy. Thì lính chưa vào chứ phá đổ chỉ cần một phát bắn của eo su nữa là thôi xong luôn. Tại bên mình thua ấy, cắn thực sự anh em ơi. Trận đấu này tiếc mình không có bảo kế ấy. Chỉ cần có bảo kế ngon ngon phạt là ngon ấy. Vua đồ của mình thì lúc này chát nó để bảo kế mình. Thì hy vọng là bảo kế được mình anh em ạ. Bảo kế được mình để mình có thể là xả sát thương một cách là tốt nhất đấy. Ông Victor lại lao lên rồi. Chơi SP mà cứ lao lên vậy thì chịu luôn anh em ơi. Không có SP lại còn bị chửi đây đây. Anh em thấy ngủ khống nó lại cứ bắt mình nữa rồi. Chịu, ngộ khống nó rinh hay của anh em ạ. Rất may thì phá đổ mình cũng ăn được màng của ngộ khống đấy. Một đổi một, ô, phá đổ nó ăn được mít tém mình được kia. Và này thì không biết có ăn được con rồng bào chúa nữa hay không ấy. Mình nghĩ cũng khá là khó ấy. Ông dịch tờ tém mình thì lên đó là món đồ dài chứ không phải. Đó là cái sói mạp nên nó cũng rất là khó. Ôi, pha này mất rồng nữa rồi. Thôi xong. Ôi, đang có giáp hồ mình chạy về bạn ơi. Hay quá. Vừa đầu của mình tém mình chơi tốt đấy. Zuka làm được gì hay không? Đang cổ chăn lính đến từ vị trí của Zuka. Nhưng pha này thì liệu có chạy được hay không ấy? Thực sự khó anh em ơi. Trận đấu này thì thực sự rất chỉ là khó luôn. Không biết có lật được keo hay không. Bây giờ chỉ cần là một điểm tựa anh em ơi. Chỉ cần một điểm tựa. Gión sẽ bắn cực kỳ là lực. Nhưng mà không biết thì điểm tựa đó có cho mình bắn hay không. Hiện tại bây giờ thì ông Richter ông lên cao thế. Lên cao thế thì cũng có tốt, có ý tốt anh em ơi. Có thể check map cho mình. Nhưng quan trọng nhất là ngủ khống nó khốn quá. Nó luôn luôn nó luôn lách và đánh vòng ấy. Richter tém mình thì đang bị ở xa thủ tém địch đuổi. Dũ bèo thì lên bảng điểm số rồi. Những người thường xuyên chửi mình thì đó là gọi là những người thường xuyên lên bảng điểm số luôn. Tầm này thì mình xảy lực rồi. Anh em thấy thì sấy SP của tém địch phạt gọi là tắt điền luôn. Và tiền SP tém địch lên bảng điểm số. Nhưng tém bên mình thì lại mất đó là hai người nữa rồi. Ông Zuka cứ gọi là lao lên chết phạt rồi lại kêu tém về thủ trù. Ai cũng chịu được luôn ấy. Ok thì hiện tại bây giờ thì Zuka chạt là AD về. Ừ, về chứ không về làm sao được anh em. Khi mà thể lính thì tấn vào rồi. Bây giờ tém bên đinh thả con rồng tiến phóng được rồi anh em ạ. Nên thể lính thì cực kỳ là to luôn. Bây giờ thì giai đoạn cuối game rồi. Cái gươm sầm sẹt thì nó sẽ yếu hơn so với đó là cái kiếm phân ý anh em ạ. Mình bán cho nó gươm sầm sẹt lên cho nó kiếm phân ý nhá. Trận này thì thực sự căng như đấu dài luôn anh em ạ. Thề luôn này cực kỳ là căng luôn. Hy vọng là hai ông này bảo kế mình xỉu với đây. Đặc biệt là vừa đầu của mình anh em ạ. Chứ tầm này mà để ngủ không bắt thì thôi xong lũ luôn ấy. Hết giáp hồ mạnh rồi, lấy gì nữa. Chỉ còn là cái liêm đặt mạnh nữa thôi. Bây giờ thì phải thủ trụ thôi anh em ơi. Ok, 4 điểm này. Và này nói chung với gión thì thủ trụ khá là tốt rồi. Một sấy này. Chạy đâu bạn ơi. Ôi. SP tém địch chỉ còn xỉu máu mất luôn rồi. Giáp hồ mạnh và lên bảng điểm số này. Sấy lực chưa, lực chưa. Chỉ cần một điểm tựa gión bắn cả thế giới. Nhưng mà điểm tựa đó thì không biết có con nữa hay không. Khi mà tém bên mình thì có mật hai đường lính siêu cấp rồi pha này. Ôi, cẩn thận nhá. Có thể sử dụng chiêu hái để check map anh em ạ. Mắt của áo phu thì nó đặt khắp nơi nữa nên nó cũng khá là khó chịu. Bây giờ thì nắm đánh ba rồi anh em ơi. Có thể là lên được nè. Chỉ cần ở check map cho mình một xíu. Đáng thấy sái của ngô khống ở phía bên. Đó là đường rồng anh em ạ. Nên là pha này thì chắc có lẽ di chuyển lên đường này được này. Mình sẽ sử dụng chiêu hái để check map nhẹ một xíu nhá. Ông Richter cẩn thận, ông Richter ơi, đừng có hổ báo như lúc này nữa ấy. Cứ vào combat phạt thì ông chỉ còn một xíu máu nữa thì lấy gì chơi lại bắt. Tầm này không bắt được xà thủ tém địch đâu. Ui, eo su nó bắn phạt ngủm luôn rồi kia. Lại gặp SP thế nữa thì chịu rồi. Toàn này anh em à, thôi lùi thôi. Pha này thì ta thân xế giá lại gần xuất hiện rồi. Chắc là lưu lại một xíu anh em ơi. Ôi thôi xong rồi. Pha này mít tém mình lại lên bảng điểm số nữa rồi. Chỉ còn mình. Và Grodagon. Ôi pha này hay đấy.
Một pha chiếu cuối đẹp đây, mình ôi được xoáy anh em ơi, ôi được xoáy anh em ơi, thích quá anh em ơi, ôi double kill anh em ơi, ôi. Tốc biến bên qua bất tương để nẻ đám, những cuối cùng ngô khỉ thì cũng ăn được mình rồi. Và này dũ cá mà không làm được gì nữa thì thôi chịu luôn ấy. Hay quá Wonder Woman ơi, trận đấu đó thì trận này thì Wonder Woman gánh rồi. Một phá gọi là sử dụng chiêu cuối đẹp luôn và mình xảy phạt lồng hai em. Bây giờ lên và kết thúc luôn nhé, chỉ còn rá này thì chơi được anh em ơi, Zuka đang còn giáp hồ mạnh mà. Wonder Woman hay quá anh em ạ, trận đấu này máy là mình cầm gión nha. Chứ trận đấu này mà cầm ván hến thì thôi xong luôn ấy, hoặc là cầm các vị tướng khác thì mình nghỉ không thủ được trù ấy. Đừng cho nó ăn lính, hay quá anh em ơi, Wonder Woman hay quá. Tuyệt vời, 10 điểm dành cho đó là Wonder Woman tè mình luôn anh em ơi. Và trận đấu thì kết thúc ở đấy rồi, thực sự rất chỉ là căng luôn anh em ơi, 27 phút. Với phần ngọc dành cho giòn thì mình sẽ lấy ngọc như sau nhá. Ngọc đỏ thì tỷ lệ chỉ mạng và sở thương chỉ mạng 10 viên. Ngọc tím 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu. Còn ngọc xanh cống vật lý xuyên giáp anh em ạ. Ngọc này thì giai đoạn đầu game hơi yếu một xíu, nhưng mà giai đoạn về cuối game ấy thì bản cực kỳ lân lực luôn. Anh em thấy thì mình xảy một phát thì cho dù SP của tém địch thì cũng gọi là trắng máu luôn. Và đặc biệt thì giòn thời điểm hiện tại thì nó rất xảy ra, chỉ là mạnh, quan trọng là có được bắn hay không thôi. Ok, bye bye anh em nhé, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật thành công. Nếu cảm thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Bye bye.